Đô, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn kiếm tiền trên Wirot, kiếm đồng kit nha mọi người. Sau khi mọi người lead, các bạn lead cái phần link mô tả của mình và đưa anh em các bạn vào giao diện như thế này nè, các bạn đăng ký nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký phần thưởng chào đón đặc biệt nè, đăng ký nhận được một 100 kit và mình sẽ ca IC được 60-70 kit gì đó anh em. Thì mình hướng dẫn nè. Tổng số người đăng ký là 54, phần thưởng trao cho người dùng là 799 phần kit, tổng giá trị là 2.300 USD gì đó. Anh em vô đây tự tìm hỏi nha. Chương trình giới thiệu nữa anh em, chia sẻ link nha anh em, mở kit băng link cá nhân, mỗi giá phí giao dịch được anh em tự tìm hiểu nha. Tặng phần thưởng ứng dụng cho vô trên cấp độ giới thiệu, xem toàn bộ, chia sẻ link thông qua các phần mềm tin nhắn và phương tiện đăng nội dung bằng mọi cách, xem mạng lướt của bạn đang nhận thêm kit từ các người giới thiệu, cách kiếm tiền từ hoạt động của họ, sàn kit chia sẻ 50% lợi nhuận cho bạn. Nên anh em, hai trader mở được 50 người ở cấp độ 2 là nhận được 200 đô la mỗi tháng nha anh em. Kèo này rất là thơm. 50 người à, ở là cấp độ 2. Rồi 200 đô không phải nhỏ đâu anh em. Rồi giao dịch nè, anh em vô đây tự tìm hiểu nha. Sau khi anh em đăng ký nhận được 100 kit, anh em KIC được 60 kit hay 50 kit gì đó để mình vô tham gia. Mình hướng dẫn anh em đăng ký nha anh em. Và mình video sau mình sẽ hướng dẫn anh em một cái sàn KuCoin, đăng ký một cái sàn KuCoin để giao dịch đồng kit anh em, để mua bán nè. Nay chiều đi đồng về mệt quá. Đầu tiên anh em đăng nhập là feed name, last name, email, password nha. Rồi anh em bấm vào chữ be sign up and route to đi. Rồi anh em bấm vào bio, vì đây mình đã đăng ký rồi nên mình không có ấy anh em. Sau khi anh em bấm vào profile, anh em xác nhận captcha của nó anh em. 77 77 QR 54 QQ 54 rồi mọi người bấm vào nút boy bot gì đó không biết gì nữa. Rồi qua verify password mình lộn rồi, password content. Sau khi anh em nhậm cấp tra xong thì nó ra một cái giao diện chính gì nè anh em nè. Tổng số người đăng ký là 59 nè, số phần thưởng, tổng phần thưởng nè. Nè anh em, sau khi anh em vào thì anh em chỉ việc là sao chép cái link này mình giới thiệu cho bạn bè rồi nghe. Mọi người, nó có từng cấp độ. Bước 1 là xác nhận mail là mình được xác nhận email và là được 100 kit, mà được 5 người bạn là 50 kit. Rồi anh em vô tự tìm hiểu nha. Người dùng mời 100 người giới thiệu cấp 1. Giới thiệu cấp 1 và nhận giải thưởng đến 1.000 kit. Kèo này quá ngon ta. Rồi để mình vô mail mình xác nhận coi. Thôi ra đi. Thôi ra mình vô mail nha anh em. Vô mail xác nhận. Rồi. Video sau mình sẽ hướng dẫn anh em chay sàn nha anh em. Anh em ấy gì video này mình làm quá dài à. No Bali confirm email. Đây nè anh em, email gửi về kìa nè. Nếu anh em không có gửi về thì anh em vào cái mục là hộp thư, mục spam hộp thư anh em. Confirm. Kết đi nè anh em.
Trời chạy quá lâu ta. Mình sẽ hướng dẫn anh em verify sau anh em. Lock win. Chờ chút, quá mất thời gian. Thôi để mình tạm dừng đi, chừng nào nó vô mình bật lại. Sau khi nó vô anh em chỉ là đăng nhập nha anh em. Rồi đăng nhập. Rồi anh em bấm vào, mình đã luôn mật khẩu rồi. Tên đầu tiên. Nãy tên gì chờ. Quỳnh Anh ấy. Biết đúng không? Tiến hành. Rồi xong. Rồi anh em xác nhận cấp tra cái nữa anh em. Thôi gì đây, mình xác nhận cấp tra, mình ngắt video đi. LB9V8. Rồi bấm nút tiến hành. Email đã được sử dụng. Chỉ tên. À chết bà anh em ơi, hồi nãy mình đăng nhập mà mình lộn mình đăng ký rồi. Tiến hành. Anh em bấm vào đăng nhập là email với mật khẩu mình là rồi à. Nãy nó không ghi tên vô làm chi. Quá tào lao. Chơi mấy web mấy app biết mà ngu. Anh em chờ chút nha. Rồi. Mình được nhiêu ta đấy coi. Mình được bao nhiêu kit đây? 50 kit thì. Anh em vô tự tìm hiểu anh em, để mình coi cái đồng để mình vô mình coi cái đồng cái giá của thằng trên sàn Cuboy của thằng Kit này thứ bao nhiêu anh em. Mua gom anh em lên Sydney tải tải nó cũng có nữa, hoặc liên thì để liên mình để vào phần mô tả, liên sàn thì mình để vào phần mô tả anh em. Kit nó không có hỗ trợ trên điện thoại nha anh em bấm vào trang web trên máy tính. Anh em bấm vào trang web trên máy tính mới có này nha anh em. Đăng ký và nhận 100 kit. Ơi, tôi không nãy đi này giờ trời vô. Quá tào lao. Quá là mất thời gian. Vô sàn KuCoin nè anh em. KuCoin nè. Anh em lên xét lây gõ KuCoin tải app về là. Nó có hình. Hình kim cương đó anh em. Anh em giao dịch trên đó nè. Còn này trên trang web trên máy tính chữ nó nhỏ quá. Thôi video này lâu quá, thôi đi mình thoát ra đi anh em ơi. Mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Còn cái vụ mà đi coi mình đây, mình tính cái mình đăng ký được cái. Nãy mình có lên sàn mình coi là cái giá của nó là rồi mình đăng ký xong mình được 70 kit, xác verify xong là mình được 70 kit. À, 70.000 kit chứ. 70.000 kit mình nhân cho không, sàn của nó là 0.00037, mình được bao nhiêu đô ta? Bỏ đi. 70.000. 70.000 nhân cho 0.00003 chứ
Kim chú không nói đúng. Rồi. Vậy là mình được 21 đô anh em. Mình được 21 đô. Phan mình nhận 21 đô coi. Bỏ này đi. Mình lấy 21 đô. Nhân cho giá đô giờ 23 ngàn. Ủa? Ủa lộn. Nãy mình được 41 đô. Mình nhân cho mấy chợ. Quên chợ. Nhân cho 23. Bằng mình được 943 ngàn anh em. Giá đô là mình anh em tuyển 5 người là được à. Vậy video của mình đến đây kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một cái group này. Xin chào.